Nửa đêm thấy người phụ nữ với hành động lạ trong phòng bệnh, nam thanh niên ngớ người phát hiện mình gặp ma. Theo lời kể của chủ nhân đoạn clip, vì sốt cao nên anh nhập viện và ở lại theo dõi. Thế nhưng khi vừa được đưa vào phòng hồi sức thì anh có cảm giác lạnh hết sống lưng. Đêm qua, khi đang ngủ thì anh giật mình tỉnh giấc và chứng kiến một cảnh tượng không ngờ. Tối hôm qua anh nằm đây thì lúc cũng sắp đầu 2 giờ sáng. Phải ngồi như thế này. Giữa đêm thì có một người phụ nữ từ đâu bỗng xuất hiện và ngồi lên đuôi giường của người chung phòng. Nam thanh niên vô cùng khó hiểu, nghĩ bụng tại sao người phụ nữ này lại ở đây, vì cô ta vô cùng lạ mặt. Thế nhưng người lạ này cứ nhìn chăm chăm về phía anh rồi ngồi nghịch điều hòa. Điều bất ngờ là chỉ có một mình anh nhìn thấy người phụ nữ ấy, và mọi người trong phòng thì đều không tin lời kể của nam thanh niên. Mọi người cho rằng có thể do anh sốt nên mơ sảng mà thôi. Mày sốt cao không? Bên dưới video, nhiều người lại tin rằng câu chuyện của anh là hoàn toàn có thật. Tâm linh mà, nằm viện ví yếu với hợp là nhìn thấy hoài nha. Nằm viện thấy ma là chuyện bình thường á. Mình làm trong viện giữa trưa 12 giờ đi rửa tay, mà rửa xong thì vòi nước bên cạnh tự xả, sợ hết hồn luôn. Có lần mình nằm viện, nhìn rõ là người ngồi cuối giường rung giường, mình càng gào lên thì người ta càng rung mạnh hơn, hết hồn hết vía. Năm 2021 mình bị Covid nằm chung với 5 người, cả buổi tối cứ thấy bà kia nhìn mình chằm chằm, mình thấy lạ mà không dám hỏi. Sáng sớm hôm sau tự nhiên bà bảo có người ngồi ở giường cháu cả đêm. Còn bạn đã bao giờ gặp phải hiện tượng tâm linh như thế này hay chưa? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới cho chúng mình biết với nha.